Nếu bạn là một người yêu thích nghệ thuật đắm chìm cùng với những mảnh ghép đa sắc màu, thì những công trình nghệ thuật được trang trí bằng gốm chính là dành cho bạn. Tuy nhiên, điều thú vị là không cần phải đi đâu xa, ngay trên các đường phố, các khu đô thị ở Hà Nội, bạn đã có thể tìm thấy các công trình nghệ thuật này. Dài gần 3.950m, diện tích khoảng 6.500m2, con đường gốm sứ ven sông Hồng là một bức tranh lớn gồm 21 trường đoạn, thể hiện các chủ đề, tôn vinh di sản nghệ thuật của cha ông thông qua ngôn ngữ của các họa tiết hoa văn theo dòng chảy lịch sử văn hóa. Năm 2010, tổ chức Guinness đã trao chứng nhận bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới cho con đường này. Điểm đến tiếp theo là một công trình đã gắn liền với người dân thủ đô những năm trước đây, nhưng nay lại hoàn toàn mới lạ khi được khoác lên mình bộ cánh mới. Đó chính là nhà gương nằm trong công viên Thống Nhất. Để tìm hiểu về nghệ thuật trang trí bằng chất liệu truyền thống gốm sứ, những gợi ý mà thời tiết này đi đâu mang đến cho các bạn chắc chắn sẽ vô cùng lý thú. TNC, thành viên của TNG Holdings Việt Nam.